Cái con suối này, đợt trước thì mình có một cái video được đã quay ở cái chỗ này rồi. Thì sau khoảng khoảng hơn 5 hay 2 năm gì đấy mình không nhớ. Nhưng mà hôm nay quay lại thì ở đây họ đã múc thêm một cái con đường để đi lên đằng bên này. Thì suối đã được đắp chặn ở đây rồi. Nhưng mà cái khu ở trên này thì nó vẫn còn nguyên các bác nhé. Thì bây giờ cứ lên đây mình xem chỗ rồi dọn dẹp trước. Trong nữa Tài mới mọi người sẽ lên sau. Thì giờ mình đi các bác nhé. Thì sau hơn 5, 2 năm quay lại thì cũng khá là giống như đợt trước. Ở đây thì mọi người cũng lên đây để đi chơi suối. Ở đây có bếp này này các bạn này. Rác của mọi người cứ vút lung tung như này, rất là xấu cái cảnh quan như này. Thế bây giờ mình sẽ dọn dẹp qua đi một tí các bác nhé. Khá là đẹp, cảnh khá đẹp. Đấy, xin em đi mở cái chút nào đi đâu. Ở nhà chuẩn bị ăn đang đi.